Hello, xin chào tất cả bà con em nha. Nên cuối năm em về lô Atomat CB 1 pha 3 pha chống giật quá tải khởi động từ với lô cán giao tiện phục vụ mấy anh cơ khí. Cán giao tiện là số lượng gần có tấn nha. Hàng đẹp, hàng xài rồi có, chưa xài cũng có, hàng nguyên riêng cũng có, bên này còn mấy xô nữa nè. Bánh xe đồ nghề tá lả bên chủ yếu là Atomat nè, mới về mới sổ ra tức thị luôn, hàng tuyển chọn, nên nhớ là hàng tuyển chọn nha anh em, không có sức bể. Hàng thông dụng dễ bán, này hàng chưa vệ sinh nha. Một pha ba pha thường chống giật phải đồng từ, pha chống giật một pha thường, một pha chống giật luôn. Hàng có số lượng mà tuyển chọn không được nhiều nha, này tầm có chưa tới 300 ký thôi nha, 270 ký thôi nha anh em. Anh em làm hết thì giá ok nha, cho nên anh em cho anh em làm hết là 120.000 một ký nha, CB nha, còn em giao là 50.000 một ký nha anh em, bán hết không bán lô, không bán lẻ nha anh em, lẻ giá khác nha, mà không bán lẻ, qua năm em mới bán lẻ nha. Anh em có nhu cầu thì có gì alo nha. Lần trước anh em nào làm chơi được thì chơi nha. Anh em có nhu cầu món nào alo em xin cảm ơn, xin tạm biệt anh em.